Chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần cáp phím nguồn, tắt bật nguồn, điều chỉnh âm lượng trên Huawei Nova 3i. Đó, cái sợi cáp màu vàng nhỏ này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần cáp phím nguồn, tắt bật nguồn, điều chỉnh âm lượng trên Huawei Nova 3i lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới cáp phím nguồn, tắt bật nguồn trên Huawei Nova 3i. Phím điều chỉnh âm lượng volume trên Huawei Nova 3i. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099, kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm, quý vị các bạn có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.